Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2016. Video clip này Đỗ Anh Luân xin trân trọng giới thiệu bộ bàn thờ ở gỗ gụ mẫu truyện Như Ý, gồm có một bàn to và một bàn nhỏ. Bàn to có kích thước là 1m97, rộng 97 và cao 1m27, chân vuông 14, đục theo mẫu truyện tàu lá dắt, nhưng còn gọi là bàn truyện Như Ý mẫu tử, tức là bàn mẹ và bàn con. Bàn con ở bên dưới là Đỗ Anh Luân chúng tôi sản xuất là rất là to. Nó dài 1m27, rộng 69, rộng 61 và cao là đút vừa gầm. Và bàn cơm để bên dưới này có thể để được 2 mâm cơm. Không như các đơn vị khác là cái bàn cơm rất nhỏ, chỉ để được 4 mâm. Toàn bộ chiếc bàn thờ truyện Như Ý này quý vị đã xem trên mình đều được Đỗ Anh Luân chúng tôi sản xuất là được làm chất liệu gỗ hụ 100%. Và ván mặt bên trên chắp đôi, dày 1,5 phân rộng, đủ 1,5 phân và khuôn tranh dày 4 phân. Và toàn bộ là làm kỹ từ trong ra ngoài. Mẫu bàn thờ này gọi là mẫu bàn thờ truyện Như Ý chân vuông, đục phúc thọ kim tiền, tức là mẫu truyện tàu lá dắt đây. Cái mẫu mảnh truyện này chúng tôi là làm rất là dày, cũng như các hàng chợ ngoài thị trường. Nhưng mẫu truyện này chúng tôi làm dày đủ 4 phân, nhìn tay tôi sờ đây, dày đủ 4 phân, rất là dày. Và toàn bộ cái ván trên này là đục máy CNC rất là đẹp. Trên này quý vị đã xem đây, đục tùng hạc này, bên cạnh là đục quả đào với hoa mai, trên là đục cuốn thư, đục ba chữ phúc lộc thọ. Chiếc bàn thờ gỗ gụ này chúng tôi đã hoàn thiện bằng vinh trần, còn nguyên vân gỗ. Nó kích thước là 1m97, rộng 97, cao 1m27. Toàn bộ là chân vuông 14. Ngoài chiếc bàn thờ ra chúng tôi còn rất nhiều mẫu khác, chân 16, chân 18 hoặc chân 20, tùy theo kích cỡ quý khách yêu cầu, có thể đặt theo kích thước to nhỏ khác nhau. Ở đây là mẫu bàn thờ truyện Như Ý gỗ gụ. Bàn thờ này chúng tôi đã hoàn thiện là chuẩn bị bàn giao cho một khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Bàn thờ này có kích thước là 1m97, rộng 97 và cao 1m27. Quý khách lưu ý là hôm nay ngày 12 tháng 12, ngày 22 tháng 12 năm 2016. Video clip này Đồ Gỗ Thanh Luân xin giới thiệu là chiếc bàn thờ truyện Như Ý gỗ gụ có kích thước là 1m97, rộng 97 và cao 1m27. Quý khách nhớ để gọi điện hỏi chúng tôi là cái bàn thờ đọc đúng kích thước như thế thì chúng tôi sẽ báo giá nó chính xác luôn. Ngoài ra Đồ Gỗ Thanh Luân chúng tôi còn sản xuất rất nhiều những cái mẫu bàn thờ này nữa, bàn thờ chân nhỏ. Và kia phía xa kia là chiếc tủ kệ tivi ngăn gian được Đồ Gỗ Thanh Luân đang hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao về Quảng Ninh. Clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Ở đây cũng là một chiếc bàn thờ nữa, bàn thờ hai cấp chúng tôi đang chuẩn bị bàn giao phần mộc cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Bàn thờ này có hai cấp, cũng là mẫu truyện tàu lá dắt chân vuông 12. Là đây là đôi lọ lục bình cao 80 phân, chúng tôi cũng chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại thành phố Hải Phòng. Đôi lọ này cao 80 phân, đục từ quý thông cúc trúc mai. Quý khách có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp tại Đồ Gỗ Thanh Luân cơ sở 1 là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Xe kia là chiếc cuốn thư cơ đối mai điểu. Khách có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại hai cơ sở. Tại cơ sở 1 là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đỗ Anh Luân chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách, theo kích thước và theo chủng loại gỗ dày mỏng. Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.